đi chơi. Đây cả nhà, đi vô đại sở của Nhật Bản nha, của Nhật Bản nè. Come on, lên lên. Đây cả nhà. Chưa hề 100 em. Ủa? Ê? Good one. They're there for Japan. It's a little low. Nhiều quá cả nhà. Mà không biết vui gì nữa. Thế nên lạ. Ồ, nó có mấy cái mâm này nè cả nhà ơi. Để thêm mua cái mâm này về để nhiều khi mình trưng bày đồ ăn làm YouTube nữa nha nhà ha. Đây. Okay. Okay. Không được lắm. Đẹp ha. Lên đây. Cổ trắng. Mình nhận một cái tô với tùm. Màu đẹp quá trời luôn cả nhà. Đó còn không á. Một chiếc của Lily. Nhớ mà có gì đâu nha. Over here they got things that says. Let me look. Uh-huh. Three cups. Oh. Oh. Oh, mấy cái muỗng nè cả nhà. Mấy muỗng này mà ăn súp thì nó không có nóng nha. Muỗng bằng cây. Hả? Hả? Bước à? Ôi trời cả nhà ơi. Ồ, mình lấy một cái muỗng này ha. Mà không biết giá nó nhiều. Honey. What? Oh, how much is it? Show how to fly. Yeah. Oh, the hair, daddy. Look at the hair. Yeah. Chén gì của Nhật nè. Wow. Oh, mấy cái dĩa. Mấy cái chén sakura dễ thương ha. Mấy cái chén gì. Chén nước cũng đẹp ha. Mình mua ở Nhật thì nó chỉ có 100 yên, 100 yên thì là mấy cái trứng cơm của con nít dễ thương đó nha. Nè, dạ, hỏi trứng cơm, quá trời luôn. À, thôi để thì kiếm mấy cái dĩa. Dạ, một số hả? Đẹp quá hả? Những cái gì á? Ok. Hả? Đẹp kia luôn. Look it around, honey.
kia phơi lấy ghế. Cái này là mấy cái cục gơm ấy cả nhà, mấy cái cục để bồi viết gơm để bồi á, khi mình viết á, viết cái chì á cả nhà, thú vị ha. Đây để thầy mua cho Alison để về học nó mới có xài. Nhưng mà chắc không đó. Đủ thứ loại. Yeah, very cute. Cái này là những cái đồ mình treo để mình bỏ khi mình lấy thư ở ngoài vô cả nhà, mình lấy lên đó. Còn đây là những cái để mình cột màn, đây là móc rồi. Nó cũng giống siêu thị một đô của Mỹ thôi cả nhà, không có gì khác, cũng giống vậy, nhưng mà nó hàng này là của Nhật Bản. Mấy cái này là mình bỏ đồ vô để mình giặt các cái nhà, khi mình giặt đồ á, hay là những cái mà mình bỏ vô để mình đem đi du lịch rồi cũng được. Nghe thương quá. Quá trời luôn. Còn này cả nhà biết gì không? Mấy cái mà để mình bỏ vô máy giặt á, khi mình giặt đồ nó quấn đồ của mình á. Wow, lâu lắm rồi nhà ơi, đi thấy được đồ Nhật rồi. Để thì kiếm cái này cả, mấy cái này nè cả nhà, để khi mình đi du lịch hay đâu mình bỏ được trang điểm vô, hay là quần nó áo lót thì cũng được cả nhà, hay là mình bỏ vô đây mình giặt cũng được, bỏ đồ áo ngực ra giặt này ha. Đẹp. Đây là bán những cái khung chọn mũ. Để mua mấy cái cục này để khi mình gắm hoa á cả nhà, mình bỏ cái cục này vô nước nè, cái nó nở ra mình gắm hoa vô. Nè mua mấy cái cục này ha, bây giờ thứ dịp Tết mình có gắm hoa nên cũng trời đẹp. Này cho yếu lắm. Một bánh
Mì. Bánh. Oh. Thôi đấy. Bánh này ngon đấy. Bánh mới chặt. Mê lắm rồi. Chào cả baby. Dạ. Yeah. Ở đây thì kẹo. À tao ame tama. Kẹo gừng đủ thứ cả nhà ơi. Bạn đó đúng không? They have some you want daddy? Maybe. Do they have chiu hai? No. No chiu hai? I don't think so. I don't see enough alcohol here. What? Soda. I want chiu hai. I know you want chiu hai. Ah. Oh. Why? Chiu hai so good. Yeah. Đã mua xong. Baby, get up baby. Yeah. Oh yeah. Yeah, go. You're sitting here. I think you can unfold it now, baby. I'll post it like that. See, good. Nah. It's cute. Rồi, bây giờ mới xong rồi. Đi về thôi nha cả nhà. Lên xe, chuẩn bị đi. Đi, nha.